Hello hello, chào các bạn, mình là Ốc đây. Và các bạn ơi, ngày hôm nay mình xuất hiện đầu tiên ở trên video này vì có một kế hoạch rất là to đùng luôn. Đó chính là tặng quà cho anh Bê Quy Thành đấy. Nhưng mà mình sẽ tiết lộ một chút cho các bạn đó là món quà gì nhá. Đó chính là một chiếc iPhone. Đây. iPhone 12 Pro Max các bạn ơi. Ui, cái chiếc iPhone này nó rất là đắt luôn đấy. Nói chung mình cũng hơi tiếc, nhưng mà thôi không sao, mình thích thì mình cứ tặng thôi. Nói chung là rất xịn. Và điện thoại của anh Bê Quy Thành thì cũng đã quá cũ rồi. Thế nên là ngày hôm nay mình sẽ dành cho anh Bê Quy Thành một bất ngờ. Tuy nhiên thì mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy đâu. Mình sẽ làm một trò chôn anh Bê Quy Thành, cho anh Bê Quy Thành á, xem nào, sốc, nức nở luôn. Các bạn cùng theo dõi nhé. Anh Bê Quy Thành đang đứng ở góc nhà kiểm mấy cái đồ chơi của anh Bê Quy Thành. Trời ơi, rồi ôi, dùng cái điện thoại iPhone 6 cùi bắp. Được rồi, mình sẽ chôn anh Bê Quy Thành. Anh Bê Quy Thành ơi, anh đang làm gì đấy? Anh đang xếp lại hàng. Ôi giời, anh đang bận à? Chờ bận, em còn mang cái máy quay đây làm gì, không đi giúp anh thôi. Tháng trừ lương nhá. Ôi giời, anh Bê Quy Thành ơi, đây em bảo. Cái gì? Đưa cái điện thoại của anh đây. Làm gì? Tăng. Trời ơi. Em nhìn cái điện thoại của anh ơi, sao tự nhiên đấy? Tháng này trừ lương của em. Mua điện thoại mới cho anh. Rồi, điện thoại này vứt bỏ được rồi. Em thấy anh vứt bỏ còn gì nữa. Ui dồi. Ui, bung cả màn hình luôn này. Xem ra màn đi hả ông? Em có làm gì đâu. Em vứt hộ anh mà. Cái điện thoại của anh vẫn còn dùng được. Trời ơi, nó theo anh mấy năm rồi. Sao em đập một phát nó vỡ này. Thế này thì bây giờ dùng kiểu gì nữa? Làm sao mà các bạn gọi điện check hàng, anh có điện thoại nào mà check nữa hả? Thế thì không trách nữa luôn, dẹp tiện đi. Dẹp cái gì, đây này, bao nhiêu là đồ này, mới nhập về còn chưa bán được cái gì này, kiếm các thứ đây này. Bây giờ tự nhiên làm ra cái điện thoại của anh ấy, em tính làm gì hả? Phản à, tháng này trừ lương nhá, trừ đúng vào cái điện thoại của anh đấy. Anh sẽ không bao giờ trừ được lương của em. Chịu em luôn đấy, trời ơi các bạn ơi, cái điện thoại của anh nè, nứt hết cả màn hình luôn nè. Sao còn bung cả màn hình luôn, dã man thật. Trời ơi, thôi, đừng có buồn nữa. Em làm như thế đều có lý do cả. Lý do đấy chính là phá hoại đấy. Em nhớ. Không phải giờ trò cho này đâu nhá. Đừng để lúc anh cáu ra. Bây giờ anh cứ trừ lương tháng của em ra. Trời ơi, đừng trừ em. Chờ này, em. Điện thoại này, bung hết ra còn cái gì nữa mà dùng nữa. Chờ em. Có gì gọi điện nữa. Chờ em tí nhá. Lại tính làm gì hả, lại thích cho nữa không, anh đánh vào đấy. Úi, quá đây rồi. Anh Bê Quy Thành ơi, đừng buồn nữa anh ơi. Nhìn cái điện thoại của anh như này mà không buồn hả? Nhìn còn cái gì đâu, bây giờ không có điện thoại gọi cho các bạn gọi để order hàng của anh cũng không có điện thoại này. Đừng buồn, Cái gì đấy? Anh có thể ngửi thêm mùi tiền không? Có ngửi thêm mùi giàu có không? Cái gì đấy? iPhone đấy. Uầy, lấy đâu ra đấy? Lấy đâu ra gì, em tặng anh đấy. Thấy sướng chưa, iPhone out luôn đấy. Em bóc ra một tí để bóc thôi. Tức là em cũng muốn giàu sang này, em bóc và em ngửi thôi, em không làm gì. Uầy, có thật không vậy, em cướp đúng không, em đi ăn cắp đúng không? Không, thề luôn, trong Minecraft, trong game em ăn cắp nhưng bên ngoài không hề ăn cắp luôn. Uầy, xịn vậy. Uầy, iPhone 12 ra mới nhất đấy hả? Mới nhất luôn, bản xịn nhất luôn, nhiều ghi nhất luôn, cho anh thoải mái check hàng luôn à. Ui, có thật không đây, hay là lại cho anh không, giả vờ không tí lấy lại dùng ấy? Không bao giờ cho anh luôn, trời ơi. Bóc ra đi. Ui, các bạn ơi, iPhone thật nè. Ôi trời, iPhone thật, không lẽ iPhone Minecraft? Từ anh cắn em này hả thật không? Thì cắn gãy răng thật thì chết. Cắn thử đi, cái này còn được táo đấy. Ui, từ từ đã, cho các bạn xem, trong hộp chả có gì vậy, chắc có gì. Trong hộp chỉ có cáp sạc thôi. Bóc siêu. Rồi. Quay xuống đây cho các bạn nhìn. Nè, 1, 2, 3. Ui, xịn thật sự luôn các bạn ạ. Ui, to hơn cái điện thoại cũ của anh bao nhiêu đây. Đâu cho nè. Ui, rồi điện thoại cũ của anh chỉ là một con muỗi thôi. Trời ơi, bây giờ nó tan hoang rồi, còn gì đâu, nó búng hết cả màn hình rồi. Thôi, tiếc làm gì nữa, em mua cho hẳn iPhone 12 Pro Max rồi, còn muốn gì? Dù sao tạm biệt nó. Ui. A few moments later. Ui, thích quá. Ui dồi, anh thấy không? 3 camera luôn, chụp soi từng cái lỗ chân lông của anh luôn. Nhỉ, bây giờ anh có thể sử dụng cái máy để chụp
chụp những cái sản phẩm của anh. Wow, đây các bạn ơi xem này. Ui camera nét không? Ui dương TNT này. Ui ôi. Đấy, kiếm này. Ui đầu stip. Ui xuất sắc anh ơi. Em mới tâm lý không? Em mua cho anh một cái món đồ tâm lý không? Được duyệt, nhưng mà lần sau bỏ tính tròn đi nha. Tí nữa thì anh cầm gậy vụt cho em một trận đấy nha. Sau mà tròn nữa là cầm kiếm chém đi nha. Chưa kịp nên phải nói. Tặng thì tặng luôn đi, còn phá ngay cái điện thoại của anh. Nhưng mà dù sao bây giờ có điện thoại mới dùng thích ghê. Ôi, mà anh nhiều đồ chơi mới đấy, nhập nhiều đồ chơi đấy. Vừa mới về mấy thanh kiếm lửa, kiếm lava, kim cương cái thứ sụp. Úi dồi, được rồi, quá hay. Thế cảm ơn em chưa? Cảm ơn em. Ui dồi. Xót, lần đầu tiên anh được cầm một cái điện thoại nó xịn như thế này đấy. Cẩn thận xước ấy. Ừ, xước ấy. Chắc là phải đi mua một cái ốp về ốp nó lại không ngày rơi xuống đất thì thôi. Khóc tiếng mán. Đúng rồi. Rồi. Thôi, em đi làm việc đi chứ, tặng điện thoại xong rồi đi làm việc đi. Ờ, không làm việc đâu. Chạy đây. Này nhá. Bye.